Xin chào tất cả anh chị em cô dì chú bác gần xa lại quay lại với kênh Utobe xe máy Việt Thái nha. Hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2020. Em lại về được khá chi là nhiều xe. Em lại review báo giá tất cả những chiếc xe mới về cho anh chị em cô dì chú bác gần xa tham khảo nha. Lời nói đầu tiên thì em cũng xin cảm ơn tất cả anh chị em cô dì chú bác gần xa ở trên mọi miền Tổ quốc luôn ủng hộ cho cửa hàng xe máy Việt Thái. Cái địa chỉ thường lệ của cửa hàng em thì vẫn như thường lệ, em xin đọc là số nhà 5-3, khu phố 2, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại của em là 0988 428 669, 0969 363 367 nha mọi người. Vâng, đây là số điện thoại Zalo của em là 0988 428 669 nha. Và hai số điện thoại này sẽ phục vụ anh chị em cô dì chú bác 24/24. Vâng, thì mọi người nào đang xem video ủng hộ cho cửa hàng xe máy Việt Thái thì đi qua thì nhớ bấm kênh đăng ký ủng hộ dùm cho mình nhá, để mình có cái động lực review báo giá tất cả những chiếc xe mới về tại cửa hàng cho anh chị em cô dì chú bác gần xa tham khảo nhá. Trước tiên thì em quay trước Zalus. Zalus đời 2018. Xe mới về sáng nay nha. Còn chiếc xe này thì biển số thành phố, với chùm keo mình đang lột keo ra. Đó. Còn khá chi là mới, chưa rửa giấy gì nha mọi người nha. Ốc đĩa này chưa rửa nha. Còn dàn áo thì cũng đẹp, khá chi là đẹp. Còn tay thắng tay thiếc là không chảy nha. Xe này thì ổ khóa bếp ga có chiếc màu đỏ rất đẹp. Xe này thì biển số thành phố 59X3 23673 nha. Ô đô thì mới đi được có mấy ngàn cây thôi. Biển số thành phố thì giá nó hơi cao biển số ở tỉnh nha mọi người. Còn xe mới thì ở biển số thành phố mua đến tầm 34-35 triệu cơ. Đó, xe này là ổ khóa bếp ga này. Đây, ổ khóa thông minh nha. Đó, mình quay chi tiết cho anh chị em tham khảo luôn. Đây, lốc lác này, đó. Vỏ đúng 2018 luôn. Cái này do người ta cậy vá cho nên nó hơi chảy mâm nha. Đó. Đây, đát 2018 này. Đó, anh chị em xem kỹ cho em nha. Vâng, chiếc Zalus này thì mình sẽ bán với giá là 22 triệu. Xe chính chủ bao ký nha mọi người. Đó, 22 triệu dành cho anh chị em. Còn đây mình vừa về một chiếc Exchanger 1K. Xe đời 2007 nhá. Đó, xe thì cũng khá đẹp. Xe màu xanh. Đó. Ốc bánh đĩa này, xe này máy móc zin nhá. Để mình nổ máy mình cho anh em xem máy nhá. Đặt một cái lỗ. Vâng, xe này thì mang biển số 61L3 21111 nha. Đó. Các bạn nghe máy thì thầm mùa xuân luôn. Vâng, xe này thì vô dàn áo 2010. Đó, máy móc thì bao zin. Ưu tiên cho anh em nào 61 Bình Dương nha. Vâng, chiếc xe này thì mình sẽ bán cho các bạn là với cái giá là 28 triệu. Đó. Một chiếc xe 1K, máy lỗ êm như chó thở luôn nhá. Vâng, máy móc êm ru. Có anh chị em nào mua thì alo cho mình hoặc kết bạn số Zalo, mình sẽ gửi hình chi tiết nhá. Còn bên đây là chiếc Click nha. Vâng, chiếc Click đời 2008. Có dàn áo thì mình vừa lột keo ra xong, cũng khá chi là còn bóng bẩy nhá. Vâng, ốc tán thì nó cũng theo năm tháng. Xe này cũng mang biển số thành phố luôn, 59F133836 nha. Đó. Chiếc xe này thì mình đang bán cho anh chị em cô dì chú bác là 10.500.000. Vâng, máy móc êm ru bình đề đầy đủ nha mọi người. Đó. Và bên trong này thì hai chiếc Winner cũng mới về này. Một chiếc đen nhám và một chiếc đỏ nhám nha. Và một chiếc 27 triệu và một chiếc 30 triệu có hỗ trợ trả góp cho ngân hàng. Và chiếc 83C153250 này mình đang bán cho mọi người là 27 triệu.
Còn chiếc bên trong đen nhám 2018 thì mình bán 30 triệu nhá. Đó, toàn xe mới về thôi. Anh em nào muốn mua thì cứ ghé cửa hàng mình nhá. Vâng, đây, mình về thêm một chiếc mấy chiếc Vision này, mẫu cũ này. Giá dao động 13 năm này, 15 triệu cũng có này nhá. Biển số thành phố này. Đó. Xe khá chi là đẹp. Nó chiếc màu xanh thì 15 triệu, chiếc màu đỏ thì 13 triệu 500. Vâng, anh chị em, cô dì, chú bác muốn mua xe gì thì cứ alo trực tiếp cho mình nhé. Vâng, đây mình mới về thêm một chiếc, chiếc này là gọi chiếc Sachia. Vâng, Sachia F2019 mâm đỏ nhé. Con này là xe cọp luôn. Ô đô của nó đi thì được 2.227 cây. Đó. Vâng, chiếc xe Sachia này cũng hỗ trợ trả góp nhá. Anh chị em, cô dì, chú bác muốn mua chiếc Sachia này thì đưa trước cho mình 15 triệu lấy xe về nhá. Đó, xe khá đẹp luôn. Ốc mình chưa mở luôn đây, mình quay chi tiết ốc này. Đó, máy móc này. Đó, xe này ốc tán này leng keng luôn. Và cái xích thì nó đi nó không giỏi nhất, nó hơi khô một tí nhá. Vâng, chiếc xe này mình đang bán 45 triệu. Còn ngoài này thì mình có mấy con cọp nữa này. Vâng, click đi 2.000 cây số nha. AB đi 2.000 cây số đó. Rồi đây là chiếc Solix vừa về nữa này. Vâng, mâm màu đỏ nha. Chiếc Solix này mình đang bán cho anh chị em 44 triệu nha. Đó, hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Rồi ngoài kia thì về mấy chiếc ẹt 135 này, quên pha này, giờ đấy chỉ rất nhiều. Vâng, nhưng mình sẽ quay từng clip một cho anh chị em tham khảo nha. Vâng, đây là chiếc AB cọp 2011 đó. Odo đi 2.000 cây số này. Vâng, mình mới làm được hai cái kệ đây. Để cho anh em nào muốn mua mấy cái dòng xe cọp này thì ghé cửa hàng mình tham khảo nhá. Vâng, chiếc click này cũng chạy 2.000 mấy trăm cây nhá. Vâng, anh chị em nào mà xem kênh YouTube của Xe Máy Việt Thái thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ dùm cho em nhá. Để em có gì review em báo giá. Vâng, City này, rồi Supreme này. Có rất nhiều xe mới về. Future X này. Có Vision này. Vâng, cảm ơn tất cả anh chị em đã xem livestream của cửa hàng Xe Máy Việt Thái nhá. Vâng, thì cuối video em cũng xin chúc tất cả anh chị em, cô dì, chú bác trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, luôn có sức khỏe, rồi giàu thành công, làm ăn gặp nhiều may mắn nhá. Dạ, thì anh chị em mình xem video thì nhớ bấm kênh đăng ký ủng hộ để em có cái động lực em review báo giá tất cả những chiếc xe mới về tại cửa hàng em nhá.